Trong vòng 2 năm liên tiếp, một người Pháp theo đạo Hồi, chủ nhân một cơ sở doanh thương, ông Al Mujahid và vợ là bà Lala Aicha Mujahid kỷ niệm lễ Ramadan trong tình trạng bị phong tỏa. Thay vì ăn uống với một nhóm đông bạn bè, gia đình và hàng xóm, họ phải rút số khách mời xuống thành 4 người vào tối ngày 30 tháng 4 với hai gia đình người bạn và hai con trai của họ. Sau khi dùng bánh mì và món kiêu nướng, bà Lala nói chuyện bằng video với hai cô con gái và chúc mừng lễ Ramadan. Sau khi ăn, bạn ăn được rời qua bên cạnh để dành chỗ cho nơi cầu nguyện tại nhà. Một việc bất thường khác vì trong những lúc bình thường, gia đình sẽ đến một ngôi đền để dự lễ. Bóng tối của những hạn chế vì đại dịch bao trùm tháng thiêng liêng nhất của người Hồi giáo trên toàn lục địa và lúc châu Âu chiến đấu chống lại COVID-19 bùng phát và biến thể mới gia tăng. Trong tháng lễ Ramadan, người dân theo đạo Hồi cầu nguyện, kiêng ăn từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn và tiệc tùng khi trời tối. Tại Pháp, nơi có số dân theo Hồi giáo lớn nhất châu Âu, lệnh giới nghiêm 7 giờ tối trên toàn quốc, có nghĩa là những buổi cầu nguyện ban đêm tại các ngôi đền, ít nhất là trong năm 2021, vẫn không thể thực hiện được.